khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 24: Phật giáo xem trọng khai ngộ. Vào ngày trước, không chỉ riêng Phật giáo xem trọng việc khai ngộ, giáo học của người xưa chúng ta mục đích chính là giúp người khai ngộ, mà không phải giúp người tiếp thu được nhiều tri thức. Quan trọng nhất là phải giúp bạn khai ngộ. Khi bạn khai ngộ rồi, trí tuệ chân thật có thể hiện tiền. Trí tuệ chân thật từ đâu mà có? Phật nói với chúng ta, từ trong tâm thanh tịnh mà có được. Cho nên, nếu muốn khai ngộ, nhất định phải tu định. Định chính là đem tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước trong tâm thảy đều xả bỏ, hồi phục lại tâm thanh tịnh, trí tuệ liền có thể hiện tiền. Thiền định không phải chỉ riêng thiền tông phải tu, mà đại thừa, tiểu thừa, hiển giáo, mật giáo, ở trong Phật pháp, bất cứ tông phái nào thảy đều phải tu thiền định, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Thí dụ như ở trong Tịnh Độ Tông thì gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Ở trong giáo hạ thì gọi là chỉ quán. Chỉ quán cũng là thiền định, chỉ là tên gọi khác nhau mà thôi. Ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Chỗ này trong Phật pháp gọi là trăm sông đều chảy về biển cả. Phương pháp, cách hành trì rất nhiều. Nguyên lý, nguyên tắc là một. Đều là đạt đến tâm thanh tịnh, trí tuệ hiện tiền. Cho nên muốn khai trí tuệ, nhất định phải tu tâm thanh tịnh. Khi một người được khai ngộ, không cần phải đi thỉnh giáo người khác ấn chứng. Chính mình phải nên rất rõ ràng, rất tường tận. Trong tâm không có tham, sân, si, mạn. Đây chính là khai ngộ. Nếu như vẫn còn tham, sân, si, mạn, vẫn còn phải quấy nhân ngã, vẫn còn phân biệt chấp trước, vậy thì quyết định bạn chưa khai ngộ. Không còn phải quấy nhân ngã nữa, không còn tham, sân, si, mạn nữa, tâm địa của bạn vĩnh viễn giữ gìn được thanh tịnh, bình đẳng. Thấy sắc, nghe tiếng, bạn có thể thể hội được cảnh giới hoàn toàn khác nhau so với ngày trước của bạn. Bạn nhìn một sự việc có thể thấy được rất sâu, có thể thấy được rất xa. Khi bạn tiếp xúc một sự việc, bạn sẽ rất rõ ràng, tường tận, minh bạch, thấu hiểu đối với nó. Nên gọi là thiền định rất sâu, trí tuệ rộng lớn, biết được quá khứ, hiện tại, vị lai, biết được tất cả ý niệm trong tâm của mọi người. Vào lúc đó, chính là bạn đã khai ngộ. Hiện tượng của khai ngộ là trí tuệ, đức năng, tướng hảo, vốn sẵn có trong tự tánh. Thảy đều hồi phục. Tướng hảo chính là người thế gian chúng ta gọi là phước báo. Thảy đều hồi phục. A-di-đà-phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.